Lợn kêu đấy chị Tám ạ. Hôm nay có ở một lợn. Thế một lợn các bác ạ. Xin chào tất cả các ông bà, cô bác, anh chị ạ. Chào mừng các bác anh chị tiếp tục đến với lại video của chúng cháu. Nó sao mày? Mặc áo vào. Đấy, tí chị quay thấy các bác không xem được. Đây mặc quần cho em nhá. Nóng quá lắm. Ăn thịt à? Ăn thịt. Thịt á? Phải không? Không phải ô. Cái bánh gì? Bánh à? Bánh ngô. Em bé đang không mặc quần các bác ạ. Ngày hôm nay thì bác Bó cũng bảo là có làm một bữa cơm, để tổ chức một bữa cơm cho các chị em làm đường. Các bác cũng bảo là hôm nay là ngày 20 tháng 10 thì làm to một tí để các chị em là ăn cơm. Cũng như là bình thường làm đường ấy thì bác cũng bảo là phần lớn ấy là 80% thì các em phụ nữ làm ấy, còn các anh con trai thì đi hết công ty rồi, nên là bác cũng bảo là nhân ngày này thì làm một bữa cơm các bác ạ. Thì hiện tại là hai chị em cũng đang có mặt ở chỗ nhà của bác Phó trưởng thôn rồi. Ở dưới này thì thấy các cô với lại các chú đang mổ lợn, còn bác Phó thì đang trên tuyến đường đang về các bác ơi. Nhanh à, sao lại trốn hả? À, về đây xem nào. Thấy các cô là trốn đi à? Ở đây đang mổ lợn không quay được. Lúc nữa quay cho các bác xem sao. Bác có chưa thấy xuống chị ạ? Hả? Xấu hổ à? Hả? Nhanh hồng hai anh em các bác ạ. Đây là em này, nhưng mà em cao hơn anh luôn. Phải không chị nhỉ? Phải cùng ra khắc mẹ không? À, nhanh lên. Nhanh là con của gọi là Hồng là con của gọi là mẹ hai đấy. À, Hồng là mẹ hai. Mẹ của Nhanh đây là bỏ đi ấy. Vâng. Nhanh bị này là à, bỏ đúng đi. Rồi đúng rồi. Bỏ đi xong là mới lấy mẹ của Hồng đây này. Vâng. Mẹ Hồng xong là về là bố mất ấy, xong là mẹ Hồng lại bỏ đi. Vâng. Thế là đây là hai anh em cùng cha khác mẹ. Hồng là em mà chị nhỉ? Nhanh vẫn lớn tuổi hơn. Vâng. Thì là Nhanh là con của mẹ đầu đấy. Vâng. Em trai còn cao hơn anh một tí. Vợ mình bằng khác ra thì một cây hai ngó. Thế bà đang bảo là đợt vừa rồi Nhanh ốm ấy, may có bắt ông bà cô bác giúp không thì là không? Vâng, bảo là không là bây giờ là chắc là còn chưa khỏi ấy. Bác bảo là Nhanh này thì không bao giờ nằm ngửa đi ngủ được này các bác ạ. Ngủ nghiêng thôi. Nằm ngửa là khó chịu không thở được ấy. Hồng đi mua kẹo nhá. Xấu hổ à. Đi đưa con mua kẹo đi. Đấy, đi hai thanh niên đi mua kẹo đi. Đi mua về cho các em các anh cùng nhau ăn nhá. Món này một chút thạo. Đấy, đi. Nhanh đi nhá. Nhanh à, hay xấu hổ, hai ít nói đi. Lắm các bác ạ. Hai anh em ấy. Giang nữa, Giang là chị cả. Trong nhà tối lắm. Nhưng đây là nước để mổ lợn đó, nhỉ chị nhỉ? Hôm nay lại nấu ở dưới nhà bác có luôn. Vâng. Chắc là tí nữa ăn ở trên nhà văn hóa cộng đồng nhỉ? Chắc là tí ăn ở trên kia thôi chị ạ. Đây vừa tối lại còn cái chứ không gian ở trên kia nó chỉ là được một không gian nhà này không bị vướng mắc cái gì ấy. Vâng. Chắc ăn ở trên đây cho rộng. Vâng. Hôm trên nhà bác có về chưa? Ui, tí ngô nhà bác này, đào ơi. Ngô này là ngô mùa trước đấy. Ngô năm ngoái chị ạ, ngô già rồi. Không ăn được, bác có ở mốc, à, cái mốc ở đây cũng có vết mốc vào đồ đây này. Nhưng không dùng được nữa rồi. Cái này không dùng để làm mén mén được rồi, tại vì là nghiền nó không ra bột rồi ấy, nó bị mốc này, đắng nữa. Chỉ để cho con... Con lợn ếch. Con lợn ếch thôi. Là xúc ra cầm thôi. Hai vợ chồng bác ấy, có tuổi mà độc hai vợ chồng làm mà dùng được nhiều ngô nhỉ? Vâng. Bác thì đang cưu mang các cháu mồ côi, nhưng mà các bác cũng biết rồi thì các cháu ấy còn rất là nhỏ, không thể là giúp hai bác làm những việc gọi là cày nương. Trong là bốn cháu mồ côi đấy thì lại còn có cả em Nhanh là không được may mắn, là em bị gọi là khuyết tật đi. Vâng. Cái ngực với lại lưng em lồi ra, bây giờ em phát triển theo chiều ngang này này. Vâng, không cao được nhỉ chị nhỉ? Thế bác bảo là càng lớn thì là cái càng lớn thì lại cái ở chỗ phần lưng với phần bụng là nó sẽ phình to ra thôi. Vâng. Thế là càng chị nghĩ như thế là cứ em đấy lớn thêm một tuổi là càng phình to như thế thì vâng. Em ấy sẽ lại càng nó khó chịu hơn ấy. Càng khó chịu hơn. Vâng. Bây giờ thì bác là các cháu con nhỏ ấy cũng chưa giúp được gì đây, như chị Thắm bảo là trong bốn cháu đấy thì có một cháu rất Nhanh là có bác cũng biết rồi, em đấy thì
bị lồi ở trước ngực với lại ở đằng sau lưng. Còn em Giang thì đi học ấy, nên là cũng em Giang là em lớn các bác ạ, nên là cũng không ai giúp đỡ được hai bác nhiều ấy các bác ạ. Bác là cũng thương các cháu ấy. Các cháu là bốn cháu, là cháu nào cũng đi học đầy đủ hết. Vâng, vâng, cho đi học hết chị ạ. Em Giang là hiện tại đang học ở dưới Thái Nguyên. Giống như một số gia đình thì chắc là em Giang là sẽ phải nghỉ rồi đấy. Đúng rồi. Không ai phụ giúp làm ấy. Nhưng mà như bác đây là bác cho đi học đầy đủ hết. Bác là bác cũng bảo là nghèo thì nghèo thật, nhưng mà cố gắng để cho các cháu là đi học mà. Như Giang là học lúc đang học lớp 9 thì bác đã bảo là chắc là học xong thì phải cho Giang xuống dưới kia để học ấy. Để theo cái chữ ấy. Vừa giống như kiểu vừa đi học chữ vừa học nghề ấy. Vâng. Mình xong cái là mình cũng có cái nghề. Đi ra ngoài kiếm tiền thì dễ dàng hơn. Vâng. Cái đầu tiên là biết đi ra ngoài xã hội thì giao tiếp nhiều ấy, là biết tiếng phổ thông nhiều hơn, về là giao tiếp được nhiều hơn. Đồng bào mình trên này là cái quan trọng nhất bây giờ là phải biết tiếng. Đúng rồi chị ạ. Biết tiếng thì giao tiếp được, đi ra ngoài mới làm được ấy. Vâng. Nhưng mà có một số bà con ở trên này mình bảo học tiếng ấy, thì bà con bảo là mình học tiếng để làm gì? Ở trong thôn mình được nói tiếng địa phương với nhau ấy. Cứ nói thế thôi, đến lúc tiếng địa phương thôi. Đến lúc mà ví dụ đi là một người nhà nào bị ốm ấy, cần người đi cùng là người đấy phải biết tiếng, trong khi trong gia đình không ai biết tiếng thì các bác cũng biết là khó như nào rồi. Ê, chị về nấu cơm đúng không? Là uống mỏ á? Chị hay nấu như này. Vâng. Thế là em xin muốn ít cua thích vào đất thân đi nè. Thế là uống mỏ nè. Uống mỏ nè, uống đất sâu nè. Ủa từ nè? Uống bộ tổ trống, uống bộ tổ. Ủa chị giò với hãy nấu mỏ đi mà. Uống mỏ đi mà nhớ ế bộ tổ nhớ. Ế bộ tổ á? Hãy nấu bên đi nè. Ê chẳng nè, ế mỏ lò bên đi đó. Các chị đang bảo là thế nấu cơm ở đâu? ở đây bác Bó là thằng này cũng đi lên tuyến đường ấy các bác, nên là giờ là vẫn còn là đang ở trên đấy. Các chị em cũng xuống dưới này để xem. Vẫn còn có bà con đang làm ấy. Vâng, trên đấy là vẫn có bà con đang làm. Ê, Giang à? Đâu? Phải Giang không? Về đây xem nào. Tưởng đi học rồi mà. Về đây chị xem nào. Giang này, thanh niên. Giang ơi, đâu về đây, về đây, về đây. Về đây chào các ông bà, các bác một câu nhỉ. Lâu lắm không thấy Giang rồi. Chào các bác ạ. Rồi, thế là thấy bảo đi học rồi mà. Dạ đi mà em về rồi. Vừa về hay là mày được mấy hôm rồi? Em về được một tuần rồi, mai em đi ạ. À, về được một tuần không mai lại đi. Vâng. Thế em được nghỉ à hay là xin về? Em xin về thôi ạ. Xin về. Vâng. Nhớ nhà. Học lâu lắm rồi mà chưa thấy về đấy. Đấy, trước hỏi ông hôm trước vào ông bảo là Tết mới về đấy. Thế là hôm nay vào là thấy em Giang ở nhà này các bác. Giang là đi học ở dưới kia là cũng bảo là vừa mới xin về để thăm ông bà. Nhớ ông bà rồi à? Dạ vâng. Xinh gái nhỉ, dạo này còn xinh hơn. Thế Giang đi học này là học có lâu không? Học mấy năm? Học 2 năm ạ. 2 năm? Vâng. Được 1 năm rồi đấy nhỉ? Vẫn chưa được 1 năm. Gần được 1 năm. Thế từ lúc là chân nhanh bị đau rồi là Giang cũng đã đi học rồi mà đúng không? Hay lúc đấy học lớp 9? Lúc đấy Giang đang ở Thái Nguyên. Tháng 6 mới đi. Lúc đấy là tháng 6 mới đi á? Tháng 6 mới đi. Chân em nhanh bị đau ấy. Lúc chân nhanh bị đau là Giang không ở nhà mang nhỉ? Mang đi viện mà bà mang đi ở Hà Giang ấy. Lúc đấy em mới còn nhà. Lúc thế ở nhà. Vâng. Từ lúc đấy là cũng ít khi gặp Giang rồi, tại vì Giang đang học ở ngoài xã ấy. Đấy lúc nãy đang nói bảo là trên này bà con nếu mà đi viện không ai biết tiếng ấy thì đang ví dụ là bà của Giang đấy. Không biết tiếng nên là đi đói cơm không biết nói thế nào ấy. Là bị đói 2 ngày. Đấy, thế là Giang là cố gắng đi học nhá. Vâng. Bây giờ thì ông bà thương ông bà cho đi học thì mình đi học là phải ngoan ngoãn rồi là học hành chăm chỉ nhá, đừng phụ lòng ông bà nhá. Vâng. Thì ông bà ở nhà là gửi gắm hết ước mơ vào Giang rồi còn gì nữa. Như ông cũng bảo là ông thì bà ấy là không biết tiếng, ông thì cũng gọi là biết tiếng nhưng mà cũng không biết được nhiều. Đấy. Nên là gửi gắm hết vào chỗ Giang rồi đấy. Thế Giang đi học là cố gắng học ngoan nhá. Vâng. Thế là mai là lại đi rồi, về được 1 tuần rồi các bác ạ. Về thăm ông bà cũng là đi khá là lâu rồi. Đấy. Thế là đi giúp bà nấu cơm nhá. Lúc nữa là có các anh các chị làm đường là xuống nhà mình ăn cơm đấy. Vâng ạ. Giang. Hôm nay về được gặp Giang, chị còn không nhớ mặt Giang đấy. Em cũng thế mà, tại vì lâu không gặp đấy. Lâu không vào rồi. Trước đây vào thì lúc vừa vào chị thoảng là gặp em đấy, vào cuối tuần thì gặp ở nhà, nhưng mà
Em là cũng đi học với Tuần mới về nên ít khi gặp chị ạ. Bây giờ lại còn đi học xa nữa thì chắc có khi là đấy, khi em bảo là nhớ nhà thì em xin về đấy. Vâng. Thì hôm nay có bữa cơm chị em mình mới vào đây để ghi hình cho các bác xem. Còn nếu không mai mốt vào là cũng không gặp nữa đấy. Đúng rồi, ngày mai vào là không gặp rồi, mai em lấy lại đi rồi. Vâng. Ông là chưa thấy về nhỉ chị nhỉ? Đấy, hai chị em đang đứng ở ngoài xem là ông là về chưa các bác ạ. Nhưng mà ông thì thấy mấy anh chị vào đây để thịt lợn rồi, chắc là ông là cũng chuẩn bị về rồi đấy. Để chuẩn bị xem là bà con là đấy, ăn uống ở đâu ấy các bác. Rồi. À đây rồi à? Ông về rồi. À, ông về rồi đây. Chạy, ông người toàn chạy, ông nhanh lắm. À, các chị em đang chưa biết là nấu cơm ở đâu ấy. Vâng, bác. Vâng. Các chị còn chưa biết là nấu cơm ở đâu kìa ông ạ. Tôi đang nấu ở nhà kia. À, lại nấu ở nhà Một là ở đây xong, lạp xong thì mới chở sang bên kia mình nấu. À, thế một lợn đây xong mang sang bên kia nấu. Ừ. Thế các cháu đang bảo là hôm nay thì cũng bảo là bác cũng bảo là có bữa cơm dành cho ngày của các chị em phụ nữ ấy. Thì nếu mà mổ lợn nhà bác thì ăn ở ngay trên này này hay bác? Ngay đây này. Vâng. Ăn ở chỗ nhà cộng đồng này, mình tập trung ở đây cho các chị em ở đây chú trong đây. Chú lấy ở chị em, chú cháu đỏ lắm ạ. Kia nhưng mà ăn ở đây cũng được. Vâng. Bên kia thì tí nó mang cơm về. Vâng. Cháu thấy là mang nấu cơm chín mang cơm về bên này là tiện hơn đấy, tại vì giờ nấu con lợn ở đây xong mang từng món ra bên kia là khó hơn. Thế thì lúc nữa là vâng, thế thì lúc nữa là nấu ăn cơm ở trên này nhỉ bác nhỉ, ăn ở nhà cộng đồng luôn. Ngày chủ nhà cộng đồng. Vâng, trước 20 tháng 10 cho chị em luôn. Bác là rất là chu đáo đấy các bác ạ, tâm lý lắm. Hôm nay vừa vào là cũng bàn với các chị em bảo là bác đang định làm một bữa cơm dành cho các chị em phụ nữ cũng như là gọi là dành cho các chị em phụ nữ thôi các bác, nhưng mà các anh con trai cũng được ăn chung mà, không thì các bác lại hiểu nhầm ấy. Vâng. Mấy ăn chung như nhau. Vâng. Thấy là bản của bác đây là 90% là chị em phụ nữ đi làm đường ấy. Vâng. Vâng. Thế là hôm nay hai chị em lại được ăn ké chị Thảo. Ké thôi. Ăn ké. Thế các bác cũng bảo là hai chị em vào thì sáng nay vào được tặng hoa sớm rồi các bác ạ. Nhà bà con cũng bảo là đã vào rồi thì thôi ở lại cùng bà con để nấu cơm ăn một bữa cơm. Đây là hôm nay mình sẽ ăn ở nhà văn hóa cộng đồng cho hoành tráng một bữa đi, không ăn ở tuyến đường nữa. Vâng. Hầu như từ lúc làm đường đến giờ là cũng toàn ăn ở tuyến đường nhỉ chị nhỉ. Ăn tuyến đường thì rất là nắng. Xong mình ăn xong mình làm luôn ấy. Vâng. Hôm nay cho bà con ăn xong coi như buổi chiều nghỉ đi chẳng hạn. Vâng. Hay là như bà con không nghỉ đâu. Nhưng mà giờ cũng khá muộn, mổ lợn ăn cơm nữa là cũng chiều rồi đấy chị ạ. Đấy. Bà con cũng tranh thủ nãy cũng ăn cơm xong là giờ đi làm nốt cho tí. Về. Vâng. Bà con sáng nay đi sớm rồi đấy các bác, nhưng mà bây giờ bác cũng bảo là thôi thì bây giờ về đây đông hết, tập trung hết đấy thì cũng không có việc gì để làm, nên là trong thời gian nấu cơm ấy thì một số người về nấu cơm, còn một số người thì vẫn phải chở xi đấy. Vâng, vẫn làm đường ở bên bác đấy. Bác vẫn phân công mấy anh thanh niên chở xi. Vâng, đấy, đi xem lại sau là các anh làm đến đâu rồi. Mặt buồn hiu ấy. Mặt buồn hiu chắc đi theo bố mẹ để làm đường, hôm nay các cháu được nghỉ. Hôm nay cuối tuần rồi. Vâng. Giang là vẫn hay xấu hổ nhỉ Giang nhỉ. Nói chuyện với các chị nhiều vào không xấu hổ đâu. Ô, xong rồi à chị? Một xong rồi à? Nhanh nhỉ. Mà xong rồi các bác ạ. Ấy anh Dìa. À, anh Dìa là vừa mới về các bác ạ. Đi làm về sao? May về kịp anh ạ. Vâng, hôm nay là từ trước tới giờ là hôm nay là về kìm cái bữa cơm của bà con ấy. Vâng, đấy thì mới bảo là thì nó thực sự là sẽ rất là vui. Vâng. Sáng nay anh cũng có đi lên tuyến đường, nhưng anh Dìa thì đến trưa thì cũng đi làm với các bác nên là giờ là mới về. May quá là cũng về kịp lúc bà con chuẩn bị ăn cơm, không thì bình thường anh ấy là toàn nấu cơm xong rồi anh đi, anh cũng không được ăn bữa nào. Mọi người đủ ngồi không hả anh? Đủ ngồi không? Chắc đủ. Bà con cũng đến hết rồi đây. Ông có anh gì à? Bát đũa này là cũng rửa trước rồi, giờ lấy ra ăn thôi.
sạch. Sạch rồi. Lên đi. Lên nước không thì chết. À nhau đi á. Sôi ở bên dưới đấy chị ạ. Em bảo sôi ở bên dưới. Đâu thế thì phải lấy cái bát ra chứ. À đây. Nóng hổi luôn. Lên lâu lâu rồi. Dạ, bắt giờ rồi. Bằng này bác không biết đủ chưa nhỉ chị nhỉ? Chắc là đủ ấy. Bắt sạch mà. Bà con là mỗi khi ăn xong là cũng rửa sạch xe để lần sau ăn đấy các bác. Anh nghe cho em xin một tí. Ok. Xin mời. Cháu Đào mời các ông, các bà. Nhưng mà giờ này thì các ông, các bà chắc ăn cơm rồi. Chỉ có anh em mình chưa ăn thôi. Bây giờ là hơn buổi trưa rồi. Vâng. Đúng rồi, khá là muộn rồi đấy. Ngon anh ạ. Ngon, cái này rất là dẻo ấy. Ăn thử ấy. Cái này để đâu? Thịt thôi. Thôi thì không biết là một tí tâm nghệ hay là cho vào cái tủ bóng nhỉ? Dẻo lắm anh ạ. Có lắm nhờ ông bà. Rất là ngon. Xôi cho vào đây à? Xôi. Nhưng mà canh thịt với canh thịt với canh để có một bàn nào một bát nào tôi bảo bát nào đâm ra bát con này đi nhỉ? Có văn nghệ à? Bác có? Có văn nghệ à? Ái à. Hôm nay các anh vào bếp cũng toàn các anh con trai các bác ạ. Không phải là các em nữ thì hôm nay là để các anh chủ tài. Đây anh này hôm trước văn nghệ trên kia rất là hay này. Phải anh hôm trước chị Thắm ạ, anh hôm trước thổi ở trên đường ấy. Phải anh mà nhỉ anh nhỉ? Ơ anh này hôm trước cả. Ơ đây đúng rồi. Anh thổi cũng là anh này luôn. Anh này chẳng có cả cái bầu để thổi ấy. Anh này với phải ấy. Bây giờ là anh xin bảo là anh sẽ lên trên này để khai tiếp một văn nghệ cho cô bác cũng như là bạn luôn đấy. Vâng. Bạn đây đi làm cả ngày. Còn nữa không? Chùa bác có tặng hoa. Đây bác này. Cho đứng nhìn mà cũng được hoa. À ý là chị mang tặng anh này đấy. Chứ tưởng bác có cho đứng nhìn mà cũng được tặng hoa. Hoa. Vâng. Đấy chị chuyển lên cho con điện thôi. Cảm ơn giờ anh này. Tiết mục thổi sáo. Thank you.
Tặng hoa. Cháu hát một bài kỷ niệm. À, cháu hát một bài à? Em này là hay ở nhà bác bó này phải không? À. Đây. Thế hôm nay em hát tặng các ông bà bài gì nào? Hả? Đoàn quân Việt Nam. Đoàn quân Việt Nam á? Ok, nào. Vậy em hát nhá. À, cho mời chào một tay nào. Ê, sẽ. Rồi. Nào, bắt đầu. Đoàn quân Việt Nam đi trong lâu cứ qua, bữa xe dầu và xe rời xa. Tôi mau chuyên sắc màu nước, xuống ngồi ra trên khúc của người ca. Đưa vì quân xây xa, quân thủ hát mau lâu, nhau là chất ngu. Đưa vì chiến đấu, không ngừng tiếng bao la. Em bé này cháu bác bó hay sao ấy? Đúng tại rồi. Vì em hay thấy ở nhà bác bó mà. Cháu này là cháu của bác bó ấy. Đấy, đẹp trai. Rồi. Đó là ngon đấy. À. Bây giờ thì bà con cũng những cái tiết mục gặp văn nghệ xong thì sẽ đến cái phần là ăn cơm thôi. Vâng, ăn cơm thôi, tại vì giờ cũng khá là muộn rồi ấy. Vâng, muộn đấy. Hôm nay thì rất là vui các bác ạ. Ngoài ăn cơm ra thì các anh, các chị, các em còn có những tiết mục văn nghệ dành tặng các cô bác trên kênh cũng như là hai chị em nhân ngày phụ nữ các bác ạ. Bây giờ thì xong rồi, cũng chuẩn bị là ăn cơm thôi. Anh gì ở Đảm Đang thế? Không phải là ông mới là bà rồi. À, hay à, đâu phải, tại hôm nay là ngày của các chị thôi, các chị, các anh làm. Không thì mà chỉ cho nhiều ý kiến đấy. Anh gì đang bảo hôm nay để các anh chủ tài đấy các bác ạ. Thơm rồi chị Thắm nha. Cái này mở bông nồi ra thấy thơm. Các bạn này là xinh gái. Chắc ăn cơm thôi bác nhỉ? Đấy, vâng. Nó mỏ à? Dầu chứa đấy. Bà con ăn cơm nha. Vâng. Đấy, bà con ăn cơm thôi bác ạ. Vâng. Nó mỏ á? Nó mỏ mà. Cái này.
Nó mới đến thành cái gì cô té xuống đó đó. Để nó mà đi nó đi mà. Nên được cái chị cho tài. Tao mà biết được không cái. Thank you.